ông MC nông dân yêu người nghèo quyền linh, tuổi thơ cơ cực, đi lên từ bế tắc đến ngôi sao làm việc tốt và gia tài quý giá ở tuổi 53. Nói đến Quyền Linh là người ta nhớ đến hình ảnh giàn dị với đôi dép tổ ong quanh năm suốt tháng làm lũ với các chương trình thiện nguyện. Ở tuổi 53, anh đang có cuộc sống viên mãn bên người vợ xinh đẹp cùng hai cô con gái chăm ngoan đáng yêu. Quyền Linh là một cái tên không còn xa lạ với khán giả Việt. Tuy xuất phát điểm là một diễn viên, nhưng anh lại được khán giả biết đến nhiều hơn cả với vai trò MC không chỉ nhờ lối nói chuyện duyên dáng hài hước anh còn được ưu ái gọi bằng danh xưng mc quốc dân vì lối sống nhân hậu tấm lòng nhân ái hiện tại mc quyền linh có mọi thứ trong tay từ vợ đẹp con ngoan tài sản và danh tiếng nhưng anh vẫn giữ lối sống vô cùng giản dị khiêm nhường khiến nhiều người yêu mến ngưỡng mộ vượt lên chính mình trở thành mc của người nghèo để có được một cuộc sống khiến nhiều người mơ ước như hiện tại mc quyền linh từng phải trải qua quãng thời gian khó khăn khiến nhiều người phải ngỡ ngàng không dám tin Năm hai tuổi, sau khi cha mẹ ly dị, ba mẹ con anh lầm lũi sống nuôi nhau cho đến khi mẹ anh đi bước nữa. cả nhà lại càng thêm khó khăn khi mấy miệng ăn phải sống chen chúc trong căn tròi giữa ruộng. Cuộc sống nghiệt ngã hơn nữa khi cha dượng cũng qua đời rất sớm vì tai nạn giao thông. Là anh cả trong nhà, Quyền Linh cố gắng kiếm tiền cùng mẹ gồng gánh nuôi các em nhỏ. Khi đậu vào trường sân khấu điện ảnh để có thể trụ lại nơi Sài Gòn hoa lệ, anh đã phải làm đủ nghề từ giữ xe chạy bàn, bơm hơi xe đạp cho đến lượm ve chai, lông vịt để bươn trải cuộc sống. Quyền Linh cho rằng không có cái khổ nào trên đời anh chưa từng trải qua. Đến khi tốt nghiệp ra trường, tưởng đâu có thể có việc làm đổi đời, nhưng anh lại vẫn tiếp tục sống cuộc sống tủi nhục khi không tìm được việc làm. Nam MC cũng từng có thời gian phải về quê làm ruộng, nhưng được một thời gian, anh trở lại Sài Gòn với hai bàn tay trắng. Nuôi ước mơ lập nghiệp lần hai. Trong chương trình ký ức tươi đẹp, MC Quyền Linh có dịp trải lòng về những năm tháng khó khăn này. Anh tâm sự: Tôi nhớ lần thứ hai lên thành phố Hồ Chí Minh với hai lít gạo, một chai nước mắm, một hũ trào. Tôi nói với mẹ chết sống tôi cũng bám ở đây để thay đổi vì nghèo quá. Mỗi lần nhắc chặng đường đó tôi không kìm được cảm xúc của mình. Lần này anh làm nghề khuôn vác ở chợ rồi sau đó kinh doanh, lượm những củ người ta vứt đi, gọt phần hư và đem bán. Đồng thời, anh kết hợp đi đóng vai quần chúng dù không có cắt xê để chứng tỏ niềm đam mê nghệ thuật. Vai diễn đầu tiên của anh là một vai quần chúng trong phim Phạm Công Cúc Hoa với cắt xê là một ổ bánh mì. Sau đó, đạo diễn Lê Hoàng tin tưởng giao cho nam diễn viên một vai diễn khiến anh mừng đến mức không ngủ được dù đó là vai gián điệp, không nhìn thấy mặt. Vượt qua những khó khăn đó, Quyền Linh từng bước chứng minh năng lực diễn xuất trong nhiều dự án phim. Anh còn đảm nhận vai trò MC nhiều chương trình nhân đạo và được khán giả yêu mến. Thành công từ chương trình vượt lên chính mình đã giúp tên tuổi của anh đến gần với khán giả hơn. Không chỉ đóng vai trò là người dẫn dắt, kết nối trong các chương trình, Quyền Linh còn là một nhà hào tâm thầm lặng. Hơn 20 năm, anh làm việc tốt không mệt mỏi. Cũng vì thế mà anh được công chúng yêu mến gọi với biệt danh MC quốc dân hay MC của người nghèo. Nam MC cũng cho biết công việc thiện nguyện giúp anh có thêm động lực và niềm vui sống mỗi ngày. Nếu những người được giúp đỡ thấy vui ngày một thì tôi lại vui ngày 10 và niềm vui đó có thể kéo dài mãi, anh bày tỏ. Ngay cả đến khi có con, anh vẫn dạy các con có những trải nghiệm về sự thiếu thốn để con hiểu được và quý trọng cuộc sống hiện tại. Cuộc hôn nhân hạnh phúc và gia tài quý giá nhất ở tuổi 53. Trải qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời, mọi nỗ lực và cố gắng đã được đền đáp xứng đáng. Giờ đây, MC Quyền Linh đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên người vợ xinh đẹp là doanh nhân dạ thảo cùng hai cô con gái chăm ngoan đáng yêu. Anh luôn tự hào về gia đình mình và dù đã bước sang tuổi 53, nhưng nam MC vẫn dành cho vợ những hành động âu yếm tình cảm ở chỗ đông người hiện tại gia đình nam mc đang sống trong một căn biệt thự ở thành phố hồ chí minh cuộc sống sung túc với đầy đủ tiện nghi nhưng mc của người nghèo không ngại giặt đồ bằng tay để giữ yên lặng cho vợ con ngủ dù bận rộn cách mấy anh đều cố gắng dành thời gian cho gia đình đưa đón con đi học nam mc cũng luôn hướng cho các con sống giản dị tự lập biết yêu thương mọi người hai vợ chồng anh thống nhất dạy con theo cách con nhà nghèo biết quý trọng đồng tiền thay vì nuông chiều Nhờ thừa hưởng những nét đẹp và giáo dục chu đáo của cha mẹ, hai cô con gái của Quyền Linh đều lớn lên xinh đẹp, giỏi giang và có tấm lòng nhân ái như chính bà của mình. Hai nàng công chúa cũng chính là niềm tự hào và gia tài quý giá nhất đối với vợ chồng MC Quyền Linh. Mặc dù trên nhau 3 tuổi nhưng xét về vóc dáng, lọ lem và hạt rẻ để sở hữu chiều cao lý tưởng lên đến 1m7. Hai cô bé đang là học sinh trường quốc tế và có nhiều thành tích tốt trong học tập. Nhiều người dự đoán hai cô bé sẽ sớm gia nhập showbiz, nối nghiệp người cha nổi tiếng. Tuy nhiên, Quyền Linh không định hướng cho hai con vào showbiz mà tôn trọng lựa chọn của con. Theo Nam MC, nghề nghiệp tương lai nên dựa vào sở thích, năng khiếu của con chứ không nên áp đặt theo ý bố mẹ. Quả thực, cuộc sống hạnh phúc đủ đầy của MC Quyền Linh thực sự khiến nhiều người ngưỡng mộ, ao ước. Tổng hợp